Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong Thủy Tuệ Khanh. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái lá số tử vi năm 2023 năm Quý Mão của những gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 năm Mạ. Như quý vị đã biết, đàn ông tuổi Ất Tỵ nếu sinh vào mùa thu hoặc là mùa xuân là được mùa sinh, cuộc đời gặp nhiều may mắn, tài vận thì hanh thông. Trường hợp sinh vào mùa thu hoặc là mùa đông lại là xấu, cuộc đời lại gặp nhiều cái biến động thăng trầm, lúc nhỏ thì ốm yếu, khó nuôi, nhiều lần trải qua những cái tai nạn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà nhờ được ân đức của tổ tiên nên mọi việc đều được tai qua nạn khỏi. Về chuyện tình duyên thì cũng gặp nhiều cái trắc trở lận đận, có thể phải trải qua hai lần đò thì mới mong tìm được cái hạnh phúc thực sự. Những gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 cũng nên là sống đức độ, tu nhân tích đức để tạo phúc cho con cháu cũng như là có được cái tuổi thọ lâu dài. Đó. Những người sinh năm 1965 tuổi Ất Tỵ thuộc âm nam, người này có ngũ hành bản mệnh là Phú Đăng Hỏa, có cung mệnh là thuộc cung Cấn thuộc Thổ. Người này được gọi là xuất huyệt chi xà, tức là rắn rời hang, có xương là xương con rắn, tướng tinh là tướng tinh con chùn, con nhà xích đế, tân khổ. Năm 2023 năm Quý Mão, những gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 là 59 tuổi. 59 tuổi thì bị hạn sao là sao Thái Dương, và năm hạn là gặp hạn Thiên La. Người này thì năm 2023 năm Quý Mão thì không phạm kim lâu, không phạm hoang ốc, cũng không bị phạm tam tai. Đó, vậy nên là có thể đứng ra động thổ xây nhà được. Đó. Thưa quý vị, để xét về một cái tuổi nào đó trong năm nó ảnh hưởng như thế nào thì chúng ta sẽ dựa vào những yếu tố là gì? Đầu tiên dựa vào cái sao hạn và vận hạn của năm. Thứ hai là chúng ta sẽ dựa vào cái mối quan hệ giữa thiên can và địa chi, để dựa vào cái lá số bát tự để tìm ra những cái cát hung và chúng ta xét cho gia chủ như thế nào. Tiếp đến là chúng ta dựa vào vòng thái tuế, lưu niên thái tuế, cái vòng lưu niên thái tuế và lưu niên độc tồn cũng như là gì? Cái vòng trường sinh để chúng ta xét là cái tuổi Ất Tỵ trong năm 2023 năm Quý Mão có tốt hay xấu. Đó. Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. Thì tổng quan vận hạn về cái tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm 2023 năm Quý Mão. Thì trong năm nay thì gia chủ Ất Tỵ bước vào cái độ tuổi cũng gần nghỉ hưu rồi, đúng không? Quý vị cần phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón nhận cái sự thay đổi khá lớn về các thói quen sinh hoạt hàng ngày. Quý vị cũng trong thời gian này cũng nên là trò chuyện với bạn bè, với con cháu nhiều hơn để giải tỏa bớt cái cảm xúc tiêu cực. Với những ai đó vẫn còn đang làm việc thì công việc làm ăn thì cũng ở mức độ là bình hòa, không thêm không bớt, ở mức độ bình thường thôi. Tinh thần thì trong năm nay thì cũng khá là ổn định và có xu hướng là lui dần về chăm sóc, chăm lo cho cuộc sống của gia đình, cho con cháu nhiều hơn. Thời điểm này thì quý vị cần lưu ý đến các vấn đề về sức khỏe. Khi mà đi xa thì cũng cần đề phòng đau ốm, bệnh tật hoặc là xảy ra những sự cố bất ngờ. Tốt nhất quý vị nên đi cùng với những người thân của mình để có thể kịp thời ứng phó khi mà có cái biến xảy ra. Đó. Về khía cạnh về tình cảm thì vợ chồng cần phải thường xuyên trò chuyện, trao đổi và tâm sự với nhau. Có thể tổ chức thêm những cái dịp kỷ niệm để hâm nóng tình cảm giữa hai người. Khi có mâu thuẫn xảy ra thì quý vị cũng không nên to tiếng mà cần giữ cái thái độ bình tĩnh để trao đổi với nhau. Đó. Xét về vận hạn của năm 2023 năm Quý Mão với gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Thì như quý vị đã biết là tuổi Ất Tỵ sinh năm 65 là 59 tuổi. 59 tuổi thì gặp sao hạn là sao Thái Dương, hạn năm là hạn Thiên La. Trong năm nay gia chủ không bị phạm kim lâu, không bị phạm hoa gốc, cũng không bị phạm đau tai. Chúng ta xét về mối quan hệ địa chi, chúng ta có Tỵ là hỏa, Mão là mộc, được mộc sinh. Năm nay là được gì? Về địa chi được năm nó sinh cho, đúng ra là quý vị có cuộc sống nhàn hạ và thì không cần phải mưu tính quá nhiều mà công việc vẫn thuận lợi. Để cho vận trình năm được tốt hơn thì quý vị cần phải làm một lễ nghinh thái tuế ở ngoài sân mỗi đêm giao thừa, và đồng thời bên cạnh đó quý vị cũng cần phải luôn mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để hóa giải. Kim bài thái tuế là một cái pháp khí phong thủy được làm bằng đồng đỏ, được mạ vàng 24K. Mặt trước của kim bài là in hình lưu niên thái tuế của năm 2023 năm Quý Mão là Bì Thời Đại Thống Quân, mặt sau có in hình cái phù thái tuế và cái lưu niên của năm. Khi mang theo cái phù thái tuế bên mình để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình năm được hanh thông thuận lợi. Tiếp đến là gì? Chúng ta xét lên mối quan hệ về thiên can. Chúng ta có Ất. Ất là thuộc âm mộc và Quý là thuộc âm thủy. Quý gặp Ất thì gọi là thực thần, gọi là thực thần nhé. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là thân bị sinh xuất, bị tiết khí. Nên là trong năm nay thì quý gia chủ tuổi Ất Tỵ cần phải hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi việc. Một chút sơ suất thì có thể là khiến cho mọi cái sự cố gắng của bản thân đều đổ sông xuống biển. Đâm ra trong năm nay quý vị cũng cần chú ý về cái hạn tiểu nhân hãm hại, đúng không? Quấy phá trong công việc cũng như là trong gia đình của mình. Trong năm 2023 năm Quý Mão thì những gia chủ tuổi Ất Tỵ
thì cần chú ý vào cái tháng tháng 10 âm lịch. Nó khởi từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2023 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ tuổi Ất Tỵ. Trong tháng này quý vị không nên làm việc gì lớn. Tháng 10 âm lịch là tháng hại, tỵ hại tương xung. Đó, không nên làm việc gì lớn và cũng cần phải đề phòng những cái tiểu nhân hãm hại và tìm cách quấy phá, hoặc là những cái họa thị phi không đâu ở tới. Chúng ta xét về sao chiếu mệnh. Năm 2023, năm Quý Mão thì những gia chủ tuổi Ất Tỵ gặp sao hạn là sao Thái Dương. Như quý vị đã biết, Thái Dương là một trong những cát tinh thuộc hành hỏa, là một trong những phúc tinh lớn nhất trong hệ thống cửu diệu. Sao Thái Dương chính là mặt trời, nó thuộc hành hỏa, là đệ nhất cát tinh trong hệ thống cửu diệu. Khi gặp được sao này nhờ có vượng khí cát lợi nên là cây khô cũng có thể là đây đâm chồi nảy lộc. Khi được sao Thái Dương chiếu mệnh thì gia chủ làm ăn thì được phát đạt, gặp may mắn, công việc buôn bán thì cũng sẽ hay thông thuận lợi, và trong năm nay thì cũng có được cái cơ hội thăng tiến về quan chức và danh vọng và nâng cao uy tín của mình trên thị trường. Đó. Giai đoạn thuận lợi nhất của cái sao Thái Dương là tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Tháng 6 là tháng Kỷ Mùi, tháng 10 là tháng Quý Hợi. Do sao Thái Dương là một sao tốt nên chúng ta cần phải làm một cái lễ đầu năm là nghênh sao giải hạn. Để nghênh sao để đón đón cát thần, nghênh đón cát thần giúp cho gia chủ có được một năm là bình an và may mắn. Tiếp theo là ta xét hạn năm. Hạn năm, những gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thì là 59 tuổi, gặp hạn là hạn Thiên La. Khi gặp phải hạn này ấy, thì tâm lý sẽ bị bất an và sẽ bị dễ bị cái chuyện là ma quỷ quấy nhiễu. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu là do góc độ tinh thần và tâm lý. Gia chủ sẽ gặp phải các chứng là trầm cảm, lo âu thái quá, hoặc là cảm giác không được yên tâm, không được an toàn. Nhiều người thì bị tình trạng mất ngủ về đêm này, hoặc là thường mơ thấy ác mộng. Hạn Thiên La nó chủ về sức khỏe, về tình cảm và tâm lý. Để hóa giải hạn này thì gia chủ nên quan tâm, dành nhiều thời gian quan tâm và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Về mặt sức khỏe thì quý vị tốt nhất nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, luyện tập và ăn uống một cách sinh hoạt đầy đủ hợp lý. Trong khoảng thời gian này quý vị không nên ấm ức hoặc là không nên làm những cái điều gì đó khiến cho tâm trạng của quý vị không tốt và dẫn đến bệnh tình nó trầm trọng và gặp những chuyện kỳ quái nhiều hơn. Và để hóa giải hạn Thiên La này thì những gia chủ tuổi Ất Tỵ cũng hãy nhớ là luôn mang theo bên mình một cái phù giải hạn nhé, cái phù giải hạn để hóa giải vận hạn của sao hạn sao Thái Dương này, hạn năm là hạn Thiên La và thì hạn Tam Tai. Thì quý vị hãy sử dụng một cái phù giải hạn này để hóa giải cái vận hạn của năm, giúp cho mình có một năm là tài vận được hay thông thuận lợi. Bây giờ chúng ta xét đến phần tử vi của 12 tháng với gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Thì đầu tiên chúng ta xét là tháng riêng là tháng Giáp Dần. Thì trong tháng này gia chủ vẫn đang là tháng này là vẫn đang là trong cái tháng đầu xuân, ăn quý vị đang đón Tết cùng con cháu. Trong tháng đầu năm này thì quý vị cần chú ý đến phần gia đạo quý vị sẽ có nhiều chuyện không tốt, bị bất hòa và hay gặp chuyện khẩu thị thị phi. Tiếp đến là tháng 2 là tháng Ất Mão. Thì trong tháng 2 gia chủ có sự di chuyển đi lại nhiều, ngoài ra thì cũng cẩn thận những cái tổn thương ở chân tay nhé. Quý vị lưu ý là những thương tật chân tay do cái lưu niên thái tuế và gì thiên khốc này. Đó. Tiếp đến là tháng 3 là tháng Bính Thìn. Những người tuổi 1965 năm Mạo thì trong tháng này có sự tiêu pha về tiền bạc khá nhiều, mà khả năng cao là do gì tiêu pha về vấn đề về sức khỏe. Đấy, nên ra quý vị cũng phải hết sức lưu ý. Tháng tiếp theo ta xét là tháng 4 là tháng Đinh Tỵ. Trong tháng 4 thì công việc làm ăn của gia chủ cũng như là các thành viên trong gia đình có sự mở mang nhiều hơn. Tuy nhiên tháng này quý vị cũng vẫn phải đề phòng đến vấn đề về sức khỏe và cẩn thận trong nhà có chuyện tang sự, đúng không? Có tang môn này và có cô thần, quý vị cần cẩn thận nhé. Tiếp đến là tháng 5 là tháng Mậu Ngọ. Thì trong tháng 5 gia đạo bất hòa và có nhiều cái mâu thuẫn và nhiều cái quan điểm khiến cho quý vị phải đau đầu. Vậy nên là trong thời gian này quý vị nên dành nhiều thời gian quan tâm đến gia đình nhiều hơn, thường xuyên ngồi nói chuyện với bạn đời, với con cháu, đó, giải bày tâm sự của mình ra để mong được chia sẻ, được thấu hiểu từ từ mọi người, để giúp hóa giải những căng thẳng trong cuộc sống cũng như là trong gia đạo. Tháng tiếp theo ta xét là tháng 6 âm lịch. Tháng 6 là tháng Kỷ Mùi, thì đây là tháng mà sức khỏe của gia chủ cũng không được tốt, thì ngoài ra trong nhà cũng có nhiều chuyện buồn nó mang tới. Đó. Tiếp đến ta xét tháng 7 là tháng Canh Thân. Trong tháng này thì công việc làm ăn buôn bán kinh doanh ấy, của các thành viên trong gia đình cũng không được thuận lợi. Đó, bên cạnh đó là có tử phù kiếp sát, nên là quý vị cũng phải hết sức lưu ý về những cái sát thương và tai nạn nhé. Tháng tiếp theo nó xét là tháng 8 là tháng Tân Dậu. Trong tháng 8 nhờ được quý nhân giúp đỡ mà công việc trở nên gì hanh thông thuận lợi hơn, gặp hung hóa cát. Đấy. Gặp hung hóa cát nhé.
quý vị lưu ý. Nhưng mà đồng thời quý vị cần cẩn trọng trong cái tháng này có thiên hư và tuế phá, đâm ra là sẽ có một vài cái chuyện liên quan việc thất thoát về tiền bạc hoặc là gì liên quan đến cái chuyện thị phi, nên quý vị cần phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Tháng tiếp theo là tháng 9 âm lịch, là tháng Nhâm Tuất. Trong tháng 9 thì gia chủ lại đón nhiều cái tin vui trong tháng này. Tuy nhiên về sức khỏe của gia chủ trong tháng này cũng không được tốt, nhất là về vấn đề về tiêu hóa. Tháng tiếp theo đó sẽ là tháng 10, là tháng Quý Hợi. Trong tháng 10 công việc kinh doanh làm ăn của gia chủ cùng các thành viên trong gia đình thì cũng không được tốt. Đó, do là gì? Nó xung trực xung với tuổi. Đó. Hơn nữa có bạch hổ thì cũng không tốt nhé. Đó. Tiếp theo đó sẽ là tháng 11, là tháng Giáp Tý. Tháng Giáp Tý đây là cái tháng mà mọi việc, mọi dự định của quý vị thì đều được đạt được kết kết quả tốt như mong muốn. Trong gia đạo thì cũng có nhiều niềm vui mới. Đây, trong tháng này có lộc tồn, đào hoa, hồng loan, lại có phúc đức. Nên là gia đạo sẽ yên ổn và công việc làm ăn sẽ được gì thuận lợi. Đó. Tháng cuối cùng ta sẽ là tháng 12 âm lịch, là tháng Ất Sửu. Trong tháng này thì là do có liên quan đến khách này, đâm ra quý vị sẽ có cái sự về hao tốn về tiền bạc, có thể là do sắm sắm sửa sang lại nhà cửa, sắm lại đồ đạc trong nhà, hoặc là chuẩn bị cho cái kỳ Tết Nguyên đán sắp tới năm 2024, năm Giáp Giáp Thìn đó. Như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong 12 tháng. Chúng ta sẽ tổng kết lại cái lá số tử vi của gia chủ tuổi 1965 năm Mạng trong năm 2023 năm Quý Mão. Thì đầu tiên chúng ta xét về vấn đề về sự nghiệp. Nhìn chung năm 2023 là một năm khá là ổn định và thuận lợi với gia chủ tuổi Ất Tỵ Nam Mạng. Với những người đang tại chức thì công việc diễn biến rất là tốt đẹp, mang về cho gia chủ cái nguồn thu khá ổn định. Với những người đã có quyết định về hưu thì cuộc sống cũng có khá nhiều cái thay đổi, nhưng chủ yếu liên quan đến cái thói quen sinh hoạt hàng ngày. Vậy nên là không có gì quý vị phải lo lắng. Quý vị nên trò chuyện với bạn đời và với con cháu nhiều hơn để giải tỏa bớt những cảm xúc tiêu cực trong cái tháng này. Tiếp theo, vấn đề thứ hai chúng ta xét là vấn đề về tài chính. Thì cùng với công việc đi vào cái quỹ đạo ổn định thì tiền bạc theo đó mà cũng dần dần khấm khá hơn một chút. Thì ngoài công việc chính, gia chủ còn có thể có một vài cái khoản thu nhập phụ khác. Nhìn chung là tài lộc trong cái năm 2023 với tuổi Ất Tỵ 1965 Nam Mạng khá là vượng. Trong năm nay thì cũng có nhiều chuyện nó phát sinh liên quan đến cái phần vấn đề là quý vị bắt buộc phải chi tiền. Nhưng quý vị hãy cân đối một cách hợp lý và đừng chi tiền cho những cái công cuộc đầu tư vào những cái như là chứng khoán này, như là vào tiền điện tử vân vân. Nó sẽ không tốt cho quý vị trong cái thời điểm này. Và đồng thời bên cạnh đó thì quý vị cũng nên đề phòng những cái chuyện bất ngờ nó có thể xảy ra khiến cho gia chủ trở tay không kịp. Các cụ ngày xưa vẫn nói là sông có khúc người có lúc, biết đâu rồi, đúng không ạ? Và quý vị cần phải hết sức lưu ý. Tiếp theo vấn đề thứ ba chúng ta xét đó là về vấn đề về sức khỏe. Những gia chủ tuổi Ất Tỵ thì không phải là những người có thể chất tốt. Quý vị thì thường lại ít quan tâm đến sức khỏe của mình khi còn trẻ. Đó là tình trạng và thể chất của quý vị đến cái thời điểm này thì cũng không được thuận lợi. Đặc biệt quý vị cần chú ý đến các bệnh về dạ dày, về đại tràng, hơn nữa là các bệnh về xương bất động mạch, bệnh tim, bệnh liên quan đến tim và máu huyết, do là trong cái thời trẻ mình sinh hoạt nó không được điều độ, đúng không ạ? Vậy nên quý vị cũng phải là thì kiểm tra và thăm khám định kỳ để đưa ra được cái phác đồ điều trị cho nó hợp lý. Vấn đề thứ tư ta xét đó là vấn đề về về gia đạo và tình cảm. Tử vi học cho thấy năm 2023 những gia chủ tuổi Ất Tỵ thì gia đạo nhìn chung là khá là hài hòa, ít xảy ra biến động và xung đột và ít có mâu thuẫn. Trong năm thì có nhiều hỷ tín mang đến, đúng không ạ? Quý vị có nhiều tin mừng, đón thêm con thêm cháu trong nhà. Đó, đó là về gia đạo. Như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về lá số tử vi của gia chủ tuổi 1965 tuổi Ất Tỵ Nam Mạng trong năm 2023 năm Quý Mão. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.